Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Từ. Lấy bảng em ơi. Dụng nhé. Dụng này, thằng bé này. Dụng này, ok. Một kit đầu tiên. Mình còn máu khói đá mọi người ạ. Ở đây có gì không đây? Ờ, có một cái tay súng á. Anh thì không ăn uống đồ lạnh đâu, sợ mà. Đang ho này ăn uống đồ lạnh gì em ơi, không dám luôn cơ. Thôi thì bây giờ chuẩn bị lên tầng 2 nào. À đây, dư lượng được thêm một ít đại tử liên này. Lên tầng 2 thôi. À có máu này, quên chưa bơm. Để mình sẽ bơm nó phun máu cái đá mọi người ạ. Ok này, hợp lý này. Bơm máu full luôn, chơi game cho tự tin nhá. Bây giờ lên trên cái nào. Ở đây. Chỗ nào canh mình vậy? Canh kiểu ngáo hả em ơi? Anh lấy sấy cho thằng bé. Kiểu cảm giác nó hay. Buồn không em? 2 kill luôn. Hai đứa này thì chắc là cùng một team với nhau rồi. Ui, ông ngắm một đích này. Đồ đã ghê. Đồ khá là chất lượng anh em ạ. Rồi ok luôn này. Đi thôi mọi người. Tiếp tục xem mạng thôi nào. À đây hả? Rồi mình chạy qua luôn, ngại gì. Qua luôn chứ sao phải ngại nhỉ. À đây đây. Làm sao đây? Chạy đi mày. Anh cho chú xanh mộ luôn nhá. Chạy đi mày. Có nhiều máu không vậy em ơi? Đùa, tôi với thằng Long chơi team mà cứ như kiểu là chơi solo vậy. Cái đậu xanh hay lắm. Được. Phía sau này có người này. Một đứa nữa chắc là lên tầng rồi. Long ơi, chưa tầng em ơi, nghe được không? Nó đang chưa tầng thêm ơi. Đậu xanh. Lên bảng, hợp lý. Mình không còn tí đạn tiểu liên là luôn anh em ạ. Hết đạn tiểu liên rồi. Ở đây có khẩu Scar. À ok, khẩu súng mình khá là ưa thích. Xuống dây kiếm đạn tiểu liên thôi. Không có thì nghỉ chơi luôn chứ chơi gì. Hòm sắt này mình mong là sẽ có đạn tiểu liên nha mọi người. Ok này. Có được một xíu đạn tiểu liên theo. Cũng như là mình sẽ cần lượm thêm máu nữa. Bây giờ đạn súng trường quá nhiều rồi anh em ạ. Kiếm thêm máu nữa mới ngon được. Thêm đạn tiểu liên này. Thằng này không có máu luôn. Ui. Hôm nay chúng nó lại nghèo máu thế nhờ anh em nhờ. Nghèo máu thế này chơi gì. Rồi chúng ta có gì đây. Mình có X18 hả. Bên này thì sao ta. Ơ cái đậu xanh. Không còn gì cả đấy anh em ạ. Long cho mình gì vậy? Sao em ơi? Đập chơi à? Máu hả? Cũng được. Chắc Long nó bị mẹ ganh anh em ạ. Đâm ra là không bật mic được. Bị mẹ ganh hả em ơi? Bị ông bà ganh hả? Ê đây, có người em ơi. Khổ thân thế nhờ, chơi game như này. Có người ganh là im lặng thôi em ơi. Chưa biết làm sao giờ. Không, nói cho ông bà ngủ thôi chứ em có bật. Ok. Để yên cho bà ngủ đi, cháu lại cứ bắn bùm bùm bùm, không mà chết. Nó ra ngoài này à? Đậu xanh này. Lên bảng. Bạn mày đâu? Gọi ra đây. Bạn mày đâu? Đi lẻ à? Cái đậu xanh. Tưởng có bạn nữa cơ. Nó đi một mình qua đây em ạ. À đây. Bạn nó đang để lên này. Đây Long ơi. Phía trước mặt nhá. Mình có bóng keo này. Nó mãi xa này cơ. Vứt shotgun ra ngoài này. Không xài cái khẩu shotgun mini. Quên đang chạy đâu rồi Long ạ. Anh vừa thấy nó ở đây xong. Đang canh khu này thôi. Nó chưa chạy xa đâu. Ây da. Đây chịu rồi. Chỗ nào vậy nhỉ? Tìm kiếm bọn này hơi mệt rồi nha.
Đi xem trong này có gì hay không nào. Là bánh phô mai này. Hợp lý. Đây, thêm máu này. 8 túi máu luôn. Ui. Lau ngay bây giờ anh thừa túi máu này lau này. Đấy không anh vứt cho này. Anh kiếm được tận 8 túi máu luôn. Thấy đủ gắt chứ lau. Ui, bên trên có người ấy hả? Đây rồi, anh lên ngay. Thấy kiểu im lặng nhờ anh em nhờ. Máu hả? Đây em ơi. Máu này. Cầm đây em. Người đâu, người đâu? Giấm mìn. Anh thử có người. Thế một đứa nó chạy lên quanh qua đây mà. Thế nãy anh thấy. Có em đã ngủ rồi. Bàn tay to không ăn được đâu. Thế nên bây giờ lại tìm cách đi săn cho nó thôi. 21 thằng nữa. Qua wow, đầu đang bắt đầu thu lại rồi anh em ạ. Xuống dưới đây hết đồ đấy. Ok ok luôn. Tìm thêm xuống. Còn 31. Xuống đây lúc đó cũng được, ngại gì đâu. Ở đây xem có gì không nào. Hòm sát này. Mỗi khẩu SK. Còn lại không có gì cả hả? Ok ok, mình qua đây coi xem thế nào chứ. Uầy. Tiếp tục lấy go nào. Có lẽ mình sẽ cần thêm đạn súng tiểu liên. Đạn súng trường nhiều quá thì xài cũng đâu có hết đâu mọi người ơi. Vì là các bạn là mình dùng súng tiểu liên nhiều mà. 7 bom keo, được, ngon. Quan trọng là bây giờ xem đi săn thêm mạ thôi. Mình có 3 kill thôi à. Ê có người em ơi, trước mặt thằng nào đu cấp treo kìa. 240, đu cấp treo em ơi. Ủa boss thu còn đu cấp treo gì nữa này, thằng này ngáo à. Đúng kiểu ngáo rồi em ạ. Nó dựng bom keo này. Chạy đâu hả em ơi. Chạy đâu em ơi. Đậu xanh này lên bả này. Ơ nó bị lag này. Thằng bé hồi sinh ngay tại chỗ luôn, sợ thật. Thi thoảng gặp mấy cái lỗi này hết hồn anh em ạ. Thi thôi. Ui ngọt đi. Shipper. Anh có 7 bóng keo rồi, anh chẳng cần nữa này. Đạn súng tiểu liên, đạn súng trường cũng cứ là ok rồi. Giờ anh xem săn thêm mạng thôi. Sao cho cầu anh ơi. Sao em ơi. Cậu bên trái hả? Ui. Có chạy qua không? Ok ok. Thế Long khổ sở im lặng vì để cho ông bà ngủ. Không lại mang tiếng thằng cháu bất hiếu. Đêm rồi cứ bắn bùm 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 bùm. Không thấy người em ạ. Lên trên đi. Đấy không có tai nghe nó khổ thế đấy em ạ. Cái đậu xanh này. Thế nào đây. Nó đang canh thằng nào trên tầng thì phải. Ê. Chưa thấy người đâu, thấy nó đi lặng lẽ có một mình à. Rồi nhé anh em, 10 bom keo luôn, thế này đủ chơi rồi. Ngon lành rồi. Bom keo thế này thì từ. Có xe này Long ơi, tí lên cái đầu này. Quất con xe này lên cái đầu này. Con siêu xe luôn em ạ. Lên em ơi. Anh với em lên cái đầu quẩy khu trên. Cua mà dích kít đâu em. Không ngây, không ngây, sao tảng đá nha em ơi. Tảng đá này em ơi. Làm gì vậy. Knock luôn. Bên trên, bên trên, bên trên. Thằng cái bên trên kìa, tảng đá chết, thằng đấy chết. Có người luôn, có người luôn. Khá là đông em ạ. Đông phê này để anh qua bên này cho. Anh hỗ trợ bên này cho. Cứ quất đi em ạ. Chỗ này có hai đứa. Hai đứa thơi khoai rồi. Hai đứa thơi khoai rồi. Cái đậu xanh làm sao đấy. Ok ok một thằng nữa. Gì vậy. Cân tim clear. Bên dưới. Hơi căng thẳng rồi nha. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Xem lượm thêm đại tử liên cái đã. Sửa giáp này. Ăn phá xe của anh em ạ. Thấy rồi nhá. Kìa láo. Láo lếu à. Phá xe của anh à. Đâu gốc cây. Gốc cây dừa 330. Láo phê nhở. Dám phá xe à. Dám phá xe à. Nó xuống gốc cây 330 rồi nha em ơi. Gốc cây xanh nhá. Không phải gốc cây dừa đâu. Đấy săn nó thằng này. Bọn nó thu lại rồi. Mày chạy được đâu. Bọn nó thu lại rồi. Có chạy đằng trời em nhá. Đây này hai đứa này. Em ơi bên dưới này có hai đứa nha.
Đậu xanh này làm sao? Làm sao đấy? Làm sao đấy này? Knock 1 này, cứu nhau đi. Cứu nhau đi. Xong clear em ơi. Lên. 10 thằng nữa. Rồi, như vậy còn 5 team nữa thôi. Cố gắng không máu làm trận top 1 em nhỉ. Ok. Anh xem có bao nhiêu bom keo đây. Ui rồi anh có 9 bom keo cơ mà. Không top 1 hơi phí em ạ, bom keo nhiều mà. Đây vứt bớt cho này. Hai quả. Ok luôn đây này. Cần nữa không em? Vứt thêm quả nữa đây. Thôi thôi, em 5 quả rồi. Ê từ từ bo thu vãi trưởng. Quên. Bây giờ lại chạy bo sấp mặt anh em ạ. Một giây mất 2 máu không sao đâu. Mình có ép tính năng Kelly chạy bo tốt. Thật ra nếu mà anh em không ép tính năng Kelly là chạy bo hơi thốn nhá. Đi được rồi em ơi, full cây rồi, full máu rồi. Ok. Đây hả em ơi. Xong, clear. Trên đồ đi em ạ, trên đồ có người nhá. Anh đang xem chỗ nó ở đâu này em này. Bóng bó trước đi. Ở đâu rồi. Không thấy. Mình vào bó trước anh em ơi. Vào bó trước chúng ta sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn này. Ok này làm sao đấy. Ê, let's go luôn nào. Ok này. Mình sẽ đi xem săn mạng nào anh em. Không thấy ai nữa cả. À đủ. Còn 7 thằng nữa mà cho nó trốn đâu cả rồi em ạ. Đang tìm nhé. Để cho bó hết rồi. Thôi kệ đi, mình cũng vào bo thôi. Chứ chơi nhây ở ngoài bo, tí mà bo thu cho nó bắn cho thì thôi sau đấy. Vào bo trước đi em ơi. Ok này. Không có ai đâu an toàn em ạ. Cứ lên thẳng vào bo đi. Bo thẳng bo tí còn canh cho nó chưa em. Anh nghĩ tầm này vào bo là hợp lý rồi. Cái chỗ chấm vàng là giữa bo đấy anh ạ. Bo sau đấy. Ok em biết rồi em ơi. Mấy giây nữa bo thu rồi, vào đi em ơi. 3 team nữa. Ok. Ai lên trên rồi này. Xem khẩu SK bắn đỡ. Khẩu AK giật quá. Đúng rồi, AK giật. Chủ yếu là anh em bắn kiểu dạng anh em bắn nhấp thôi. Mà mình không quen chơi kiểu đấy. À, trên này bọn này đang bắn nhau căng lắm này em này. Anh lên góp vui về chúng nó xíu. Bình tĩnh anh ơi. Yên tâm, anh sẽ cố sống ra em ạ. Ôi đừng. Vãi trưởng, suýt gãy rồi. Suýt gãy rồi, căng thật. Hai bên này có người luôn. Về kép em ạ. Cái đậu xanh này, ghê vậy, bình tĩnh đi. Hai bên anh đều có người. Thôi xong, phần này anh bị kẹp thịt rồi em ơi. Hai đứa ở trên. Vãi trưởng nhở, làm sao đấy. Vãi trưởng nhở, làm sao đấy. Nó có AWM em ạ. Căng làm sao. Gắt thật. Nó quyết định phá bom keo của anh cơ. Ra sau thẳng đá thì bị dính ngay. Có một team ở phía sau luôn. Quang thu lại này. Vào bọn em ơi. Đánh ra phía sau trước thì tốt. Ok em hạ thằng mình đấy chưa. Chân tròn có một đứa đấy. Hạ thằng chân tròn là ok. Ai rồi. Chưa hạ luôn cả. Cái đậu xanh hơi gắt. Anh lên đột nhập cho nó đấy. Phải săn được team này thì anh mới sống dai được. Cái đậu xanh này. Ôi thằng bé auto phun chảo, vãi trưởng. Gì vậy, phun chảo luôn. Cái đậu xanh này, một đứa nóc này. Phải đứng dậy bắn cơ. Ok, ui, phía sau. Anh ngồi vào nhà cái đã. Long em ơi, ghê vậy, từ. Con kia nó bên nó. Team phía trên nữa. Em ở đâu, chờ anh xíu. Thôi kệ anh ơi. Cứ ngồi đây đi, anh cứu được. Anh cứu được Long ạ. Anh đang bị lag này, vãi trưởng. Từ em ơi, trong mò cứ đứng đấy. Anh cứu được, em yên tâm. Ôi đừng. Cái đậu xanh, em biết rồi. Đằng sau cũng có. Xíu nữa đây, đằng sau cũng có hả? Đằng sau có không em? Có em. Có hả? Đây em ơi. Hết bộ keo rồi. Anh còn đúng một quả duy nhất là đang để dành. Quần máu lẹ em ơi. Còn mấy bộ keo em ơi, bên trên. Ok. Good game, mình vẫn đang trong mò mà. Chỗ nào có người vậy em? Đằng sau cũng có luôn hả? Này hơi căng. Ê! Đẩy qua nó thì qua gì kìa? Đẩy qua gì này? Hạ nó! Ok! Ngon lắm! Được! Một thằng ở trên nữa thôi. Thế thằng ở dưới đâu? Xem hạ thằng ở dưới nữa là ok em ạ.
đằng sau cháy. Anh chưa chết thằng đằng sau đâu. Hết bóng keo rồi, đâm ra vụ này hơi khoai. Đem chút không phải anh. Ui em ơi, cẩn thận cẩn thận. Thì mày nghe chỗ gốc cây hướng 75 nha, hướng E nghe. Gốc cây hướng E nha mày. Bó thủ ở dưới này cơ mà. Em một đứa ở trên đồ nữa, từ từ từ. Anh canh đứa ở trên đồ trước em ạ. Phải xúc thằng này. Phải xúc thẳng ở trên đồ này mới ok được em ạ. Cái đậu xanh này. Xuống đây em ơi. Cái đậu xanh này dựng bó keo đi. Phá bó keo em ơi. Không tiếc đạn với chú nhá. Không tiếc đạn với chú nhá, chạy đi em ơi. Đúng rồi này, sấp mặt nha em ơi. Cái đậu xanh này. Chạy đi em này. Sấp mặt. Một thằng nữa. Long ơi, hướng nghe. Canh nó là ok. Nó đâu rồi? Đây, còn một quả bó keo duy nhất này. Làm sao? Đứng đây chờ nó luôn này. Nó dựng bóng keo à? Anh đây rồi. Xem nó chạy đâu. Vào bọn em ơi, vào đi. Vào đây, vào đây. Vào đây em ơi, vào đây em ơi. Một cân hai nổi sao? Chết bò này, chết bò này. Yes, 14 kill top 1. Gát, quẻ nào. Bọn này không tuổi Long ạ. Đây luôn này. Ui dồi. Có một giờ nha mọi người ơi. Chúng ta có được 14 kill top 1. Gắt quá nhỉ anh em nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.